thuật toán tìm đường ngắn nhất đích xa nhé, thì cái nguồn S của chúng ta trong trường hợp này là cái A, nút A đây. Như vậy cái khoảng cách cái DA ban đầu sẽ bằng 0. Và cái con đường ngắn nhất là từ chính nguồn A đến chính nó nhé, từ nguồn A đến chính nó khoảng cách bằng 0. Tiếp theo, DG bằng CSG với tất cả các hàng xóm của S, có nghĩa là với tất cả các hàng xóm của nguồn S đây, thì khoảng cách ngắn nhất DG sẽ bằng là CSG. Ví dụ ở đây khoảng cách từ A, nguồn A đến hàng xóm của A là B này, C này, D này. Đấy, thì khoảng cách ngắn nhất của nó sẽ bằng gì? Đấy, chúng ta có bằng 3. Đấy, và cái con đường ngắn nhất đấy sẽ là gì đấy? Từ A đi đến B. Tương tự như vậy, bên này cũng là gì đấy? A đi đến C và khoảng cách ngắn nhất bằng 2. A từ A đi đến D và khoảng cách ngắn nhất bằng 5. Tiếp, tập hợp N chỉ chứa một phần tử S duy nhất. Thì ở đây tập hợp N đây chứa một phần tử duy nhất là cái nguồn, thì trong trường hợp này hiện tại nó đang là cái nút mặt A. Các nút còn lại có khoảng cách bằng vô cùng. Có nghĩa là các nút còn lại này, nó không biết là từ có cái con đường ngắn nhất. Ví dụ như cái nút E và nút F thì nó không biết là cái con đường ngắn nhất từ nguồn phải đi qua những nút mạng nào thì mới đến nó. Cho nên nó cho là cái nút mạng phía trước nó bằng -1 và cái khoảng cách bằng vô cùng. Ở đây các em chú ý này, ở cái A, những cái A phía trước này là gì đây? Là cái nút phía trước nó trên con đường ngắn nhất từ nguồn đến. Ví dụ ở đây, các em nhìn thấy A, cái ký hiệu là A3 có nghĩa là sao? Là cái con đường ngắn nhất từ nguồn đến cái nút B này. Đấy, thì sẽ phải đi qua A rồi mới đến B. Và khoảng cách con đường ngắn nhất là 3. Tương tự như thế với cái giá trị này. Tương tự như thế với cái giá trị này thì chúng ta hiểu là cái con đường ngắn nhất từ nguồn A đến C sẽ phải đi qua nút A trước rồi mới đến C, và cái khoảng tổng khoảng cách ngắn nhất sẽ bằng 2. Như vậy chúng ta nhìn là chúng ta có thể thấy là cái đầu tiên, cái cột đầu tiên ghi nút đây chính là cái nút gọi là nút cha đấy, nút father, nút phía trước, ngay phía trước của nó rồi mới đến mình đấy, có nghĩa là nút đàn anh của mình ấy. Còn đối với những cái nút mảng còn lại thì chúng ta chưa biết cái nút đàn anh của mình, cái nút đi trước của mình là gì, thì chúng ta cho nó bằng -1 và tổng khoảng cách nó bằng vô cùng. Như vậy ở đây cái trường hợp này là chúng ta đã đưa cái nút A, chúng ta đã đưa nút A vào trong tập hợp từ N, tập hợp N này. Đấy, là tập hợp những nút đã xét, tập hợp những nút đã tìm thấy trên cái con đường ngắn nhất. Bây giờ các bạn có nghe thấy gì không đấy? Có. À, ok. Bây giờ chúng ta lại quay lại cái bước A. Thì sau khi xong cái bước khởi tạo rồi, chúng ta sang bước A. Cái bước A nó như sau: tìm nút có cự ly nhỏ nhất đến tập hợp N. Đấy, bây giờ chúng ta tìm cái nút Y. Chúng ta tìm cái nút Y nhé, không thuộc tập hợp N mà có cái khoảng cách DI là nhỏ nhất. Đấy. Chúng ta tìm nút Y không thuộc tập hợp N sao cho khoảng cách DI là nhỏ nhất. Thì ở đây các em nhìn xem, tập hợp N chúng ta chỉ có một phần tử A thôi. Như vậy chúng ta còn các tập hợp không thuộc tập hợp N sẽ là gì đấy? B, C, D, E, F. B, C, D, E, F. Thì chúng ta sẽ tìm cái phần tử có khoảng cách ngắn nhất. Thì ở đây chúng ta sẽ có phần tử có khoảng cách ngắn nhất là phần tử nào? Đây. Đúng không?
phần tử này, phần tử có khoảng cách ngắn nhất. Đây, y chính bằng c, y chính bằng nút c này. Sau khi tìm được cái y có khoảng cách ngắn nhất thì chúng ta sẽ làm gì? Bổ sung nút đó vào trong tập hợp n. Bổ sung nút đó vào trong tập hợp n. Và nếu tập hợp n chứa tất cả các nút khác thì dừng lại. Nếu không thì chuyển sang b. Thì ở đây chúng ta sẽ bổ sung cái nút này. Ở đây chúng ta tìm được cái nút này có khoảng cách ngắn nhất rồi, chúng ta sẽ bổ sung nó vào trong tập hợp n. Như vậy chúng ta sẽ có gì? A và c. Và chúng ta để ý kiểm tra xem cái tập hợp n này bảo là chúng ta kiểm tra xem tập hợp n này nó có chứa các phần đủ tất cả các phần tử chưa, nó chưa chứa hết các phần tử đúng không? Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần tử, nhưng ở đây nó chỉ mới chỉ chứa 2 phần tử đúng không? Có nghĩa là thuật toán này vẫn chưa kết thúc, mà chúng ta sẽ chuyển sang cái bước b. Bước b là chúng ta cập nhật cái khoảng cách ngắn nhất tại tất cả các nút mạng không thuộc tập hợp n. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ cập nhật khoảng cách tại b, d, e và f. Trong ví dụ này thì nếu chúng ta sẽ có db mới sẽ bằng gì? Đấy. DI cộng với CIZ. Đấy. DB sẽ bằng cái gì đấy? DC đúng không? Cộng với gì đấy? C của C. Và bằng bao nhiêu? DC đang bằng 2. Cộng với C của CB đây đang bằng bao nhiêu? Vô cùng ạ. Sao lại CB này? À, bằng vô cùng. Ờ, đúng rồi. Bằng vô cùng. Tại vì chúng ta không có cái đường nối giữa C và B nữa. Thì sẽ bằng gì đây? Sẽ bằng vô cùng. Thì vô cùng nó không tốt hơn con đường hiện tại, cho nên tôi vẫn không dùng con đường mới, mà tôi vẫn làm sao? Tôi vẫn dùng cái con đường hiện tại. Sau đó chúng ta lại cập nhật ở nút D. D mới, D của khoảng cách tại D sẽ bằng gì đấy? D của C. Nhớ nhé, đây này, trong cái thuật toán này này. DZ mới sẽ bằng gì đây? Bằng CIZ cộng với DI. Trong đó DI chính là cái nút nhỏ nhất mà chúng ta tìm được ở bước A này. I là nút nhỏ nhất mà chúng ta tìm được bước A này. Thì trong cái ví dụ cụ thể này, cái DC cộng với C của CD nó sẽ bằng gì? DC đang bằng 2 cộng với CD. CD đang bằng 2 sẽ bằng gì? Bằng 4. Nó có tốt hơn con đường hiện tại không? Có. Có, nên là làm sao? Con đường cũ là từ A đến và có khoảng cách bằng 5. Bây giờ chúng ta có con đường mới từ C đến và khoảng cách bằng 4. Nên chúng ta chọn con đường mới, như vậy cái con đường mới của chúng ta sẽ là con đường từ C đến và khoảng cách bằng 4. Tương tự chúng ta cập nhật ở E và F. Nào mời các bạn làm thử đi. Các bạn làm thử cho đến khi kết thúc đi. Em mời các bạn làm tiếp. Các bạn làm tiếp tục đi.
Nào các bạn làm thử tiếp nào. Bạn làm xong thì đọc kết quả cho thầy xem nào. Đã bạn làm xong chưa? E thì vẫn là vô cùng. Đe vẫn bằng vô cùng ạ. Làm đến xong đến kết thúc, làm tất đến khi tất cả các con đường được tìm được. Các bạn làm xong chưa? Bạn Bùi Minh Phương, bạn Đinh Minh Hoàng, bạn Trần Đức Thái, bạn Vũ Việt Anh, các bạn này đổi tên đi. Đổi, các em đổi trong cái profile của Zoom ấy, cho sẵn cho cái từ vào. Nào, đáp án là làm xong chưa? Em thấy em xong rồi ạ. Nào đọc thử cho thầy xem là đến chỗ này DE bằng bao nhiêu? DE là bằng trừ 1 vô cùng ạ. Chỗ này vẫn trừ 1 vô cùng ạ? À? Vâng ạ. DF? DF là C3. C3. Này. Tiếp đến... Từ. Đấy. Tại bước này thì chúng ta ở đây chúng ta cho nút nào vào tổng hợp em nút F vào. Nút F vào. Nút F vào. F vào đi. Ok, vâng. Chúng ta cho F vào nhé. Đây xem là gì đây? A CF ạ. CF ạ. Cái nguồn B vẫn là A3. B vẫn là A3. Vâng ạ. Tiếp D bằng bao nhiêu? D bằng C4 ạ. Đây vẫn bằng C4 à? Vâng ạ. Anh này bằng bao nhiêu? F5 ạ. F5 à? Vâng. Tiếp, ở đây chúng ta cho tiếp B vào trong tập hợp kia đúng không? Vâng. Đây chúng ta xem là ACFB ạ. Cái này buổi trước chúng ta đã học rồi. B. Đấy. Thì chỗ này sẽ thành cái gì chứ? Vẫn là C4 ạ. Vẫn là C4. C4 ạ. Và chỗ này bằng bao nhiêu? Vẫn F5 ạ.
F5 à? Vâng. Sau đó chúng ta đưa C vào trong cái tập hợp này đúng không? Vâng. Chỗ này là còn bao nhiêu? Vẫn là F5 ạ. À. Vẫn là F5 vào đúng không? Vâng. Sau đó chúng ta làm sao nữa? Đưa cái F5 vào trong tập hợp này đúng không? Vâng. À, đưa nút E vào trong đây chứ? Đưa nút E vào trong nguồn N. Đây đúng không? Thì chúng ta sẽ có là gì? À, xin lỗi các bạn, đây chúng ta có nhập. Chỗ này là chỗ này là D đúng không? Chỗ này cũng là D. Như vậy đến đây thì đến cái bước này. Cái bước này thì cái tập hợp N nó đã chứa tất cả các nguyên mạng nhưng chúng ta dừng lại. Bây giờ chúng ta vẽ thử cái đường ngắn nhất nhá, đúng không? Đường ngắn nhất là gì đây? Nút phía trước của, đối với cái nút A này thì nút phía trước của nó chính là A và khoảng cách bằng 0. Đối với nút B thì nút phía trước của nó là A. Hay nói cách khác là chúng ta phải đi từ đâu đấy? Chúng ta phải đi từ A đến B. Đây này, nhìn đây chúng ta thấy ngay nút phía trước của B là nút A. Như vậy là chúng ta phải đi từ A đến B. Tiếp. Nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy đối với nút C thì nút phía trước của nó cũng là nút A. Nên chúng ta sẽ làm sao? Đúng là ta lại cũng là phải gì? Đi từ A đến C. Đối với nút D thì nút phía trước của nó là nút C. Hay nói cái khác là con đường là từ C đến D. Chúng ta sẽ có là con đường từ C này đến D. Đối với nút E thì con đường là từ F đến E. Chúng ta sẽ có cái con đường là từ gì đây? Từ F đến E. Và nút, đối với nút F thì con đường nó từ C đến F. Như vậy chúng ta sẽ có là con đường đấy từ C cho đến F. Như vậy ở đây các em sẽ nhìn thấy ngay là các con đường ngắn nhất từ cái nguồn ban đầu là nút A đến tất cả các nút mạng đã được xây dựng từ A đến B này, từ A đến C này, từ A đến D này, thông qua C này, từ A đến E thông qua C này, từ A đến từ A đến E thông qua F này và từ A đến F thông qua C này. Như vậy cái việc xác định cái nút ở phía trước, cái nút đàn anh của nó có đơn giản không? Nó tương tự, nó gần giống như là cái thuật toán Benford thôi, nhưng mà nó khác một chút là trong thuật toán Dijkstra này. Thì cái số thứ tự ban đầu đây là các nút đàn anh, nút phía trước. Còn trong thuật toán Benford thì cái nút này là cái nút là cái chặng tiếp theo, là cái nút phía sau. Nó đổi chiều, nó đổi hướng. Thôi mời các bạn ra chơi, chúng ta phải lao chút. Mình thấy là không, tức là nếu mà em không chọn C mà em chọn cái nút B tức là A3 ạ. Bước làm vẫn thế ạ. Đây á, bước số 1 đấy á. Vâng ạ. Không sao. Buổi trước thầy đã nói rồi nhỉ. Đối với các nút mạng mà có cùng khoảng cách nhỏ nhất này. Đây này, ở cái bước này. Nếu mà chúng ta tìm được nhiều hơn một nút có khoảng cách nhỏ nhất thì các em chọn ngẫu nhiên một trong các nút đó. Vâng ạ. Nhé. Ở bước này các em có thể chọn C, các em có thể chọn A cũng được, không sao cả. Các em ở đây các em chọn A, chọn C đều được, không sao cả. Thì đối với hai cái thuật toán này thì tất nhiên
Tất nhiên là chúng ta lập bảng như thế này thì là chỉ đối với những cái, chỉ là đối với những cái mạng mà nó có kích thước nhỏ thôi, để cho các em hiểu cái nguyên tắc hoạt động của hai cái thuật toán là Bemaphore và Dijkstra đây. Còn đối với những cái mạng mà nó có cái, đối với những cái mạng mà nó có cái số lượng, cái số lượng mạng mà nút mạng ấy mà lớn, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không, chúng ta sẽ không 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 thể lập cái bảng này được, mà chúng ta phải sử dụng cái phương pháp khác để tìm cái đường ngắn nhất. Thì giả sử như nếu mà các em mà, nếu mà các em biết lập trình thì các em hoàn toàn có thể lập trình được hai cái thuật toán là Bemaphore và Dijkstra này. Đấy. Thì ở đây các có bạn nào, các bạn đây học lập trình C, các em được học hết chưa? Có bạn nào không học C không? C, C cộng cộng hoặc là MATLAB. Có bạn nào không lập trình được MATLAB không? Chắc là C thì mọi người biết hết, còn MATLAB thì... MATLAB thì hơi lâu có thể, nên là cũng không nhớ lắm. Nhưng mà được học rồi gì? Dạ vâng ạ. Có bạn nào, có bạn nào không biết lập trình C hay C cộng cộng không? Đấy đây, có bạn nào không lập trình được C hay C cộng cộng không? Có bạn nào chưa học MATLAB, chứ không phải MATLAB kia nhé, không phải laptop. Ghi đúng tên phần mềm rồi chứ. Chắc các bạn ấy học công nghệ thông tin, không học phần mềm đấy thì ạ. Thầy hỏi là các em học rồi chứ thầy không nói là các em thi trượt hay thi đỗ. Tại vì bài tập của chúng ta sẽ liên quan đến C và C cộng cộng. Có bạn nào không, có bạn nào mà không chưa học lập trình C hay C cộng cộng chưa? Chắc là các bạn ấy học hết rồi, thầy ạ, năm nhất có môn đấy rồi mà. Thế các bạn ở lớp khác? Rồi, để thầy sẽ cân nhắc cái bài tập này đúng ra là liên quan đến lập trình một chút. Còn hai, tóm lại là trong hai cái thuật toán Dijkstra với Bemaphore này có bạn nào còn không hiểu không? Có bạn nào chỗ nào không hiểu đúng không? Hỏi lớp thầy đi. Thế lập trình C thì các em học ở đến cái mức nào rồi? Có tạo class, tạo các class và object đã học chưa? Học hết rồi gì? Tạo function, tạo procedure với tạo class là học hết được rồi đúng không? Em chỉ học được cơ bản. Viết được một chương trình C hoàn chỉnh rồi đúng không? Bọn em chỉ học cái cơ bản thôi ạ, chỉ học mấy lệnh if, else, do, while linh tinh thôi ạ. Thế á? Thế đã từng viết một cái chương trình C hoàn chỉnh chưa? Đọc dữ liệu đầu vào, xuất dữ liệu đầu ra ấy. Cái đấy thì có, nhưng mà cũng lâu lắm rồi, nên là chắc giờ phải ôn lại từ đầu thôi ạ, thì mới làm được. Cái đấy không phải là ai cũng làm được thôi ạ. Không phải ai cũng làm được, vấn đề là các em học rồi thì các em phải nắm được chứ. Có, bọn em mới học đến là mảng con trỏ là đến đoạn đấy ạ. Bọn em học đến đoạn đấy ạ. Mới học đến con trỏ đây à? Vâng. Thì dùng con trỏ đây là bác học chưa? Có địa chỉ con trỏ thứ thì nó cũng có học qua rồi, có dùng rồi, nhưng mà ý là, là bảo làm lại nhưng phải học lại mới làm được. Quên đấy là việc của các em, biết làm sao được.
Thầy giờ giáo viên này còn phải chịu trách nhiệm cho việc là sinh viên nó quên những môn học cũ à? Thôi rồi, cái hai cái thuật toán này, hai cái thuật toán này đề nghị các bạn về các em làm vài lần cho nó quen, bởi vì đây sẽ là cái bài tập của chúng ta sẽ có cái bài tập phần này. Thì ở đây thì hôm nay là cái buổi thứ 6 rồi đúng không? Đúng ra là chúng ta có bài tập thí nghiệm. Đúng là trên lớp chúng ta có bài tập thí nghiệm rồi. Đấy. Nhưng mà do cái lịch học của chúng ta bị thay đổi nên là chúng ta sẽ không có cái hiện tại là chưa tiến hành được cái buổi thí nghiệm đó. Thì bây giờ có để chuẩn bị cho cái buổi thí nghiệm đó thì tiện đây thầy nhớ thì thầy nhắc luôn các bạn này là về các em tìm hiểu cách sử dụng của cái phần mềm Pocket Chaser nhé. Thầy ghi tên của cái phần mềm nó trong cái cửa sổ chat này. Có thể có nhiều bạn đã từng sử dụng cái phần mềm này rồi. Đấy. Thì cần các em về thực hiện là cài đặt và tìm hiểu dần cái phần mềm Pocket Chaser này. Pocket Chaser này chúng ta sẽ dùng để làm một số cái bài thí nghiệm, bài tập theo ở trên lớp, bài tập theo có thể là theo nhóm. Cái này thì để thầy xem tình hình như thế nào đó. Đấy. Đối với cái phần mềm này ít nhất là các em cài đặt việc này, các em tìm hiểu các module của nó. Trong đấy các kiểu máy, các kiểu laptop này, các router này, các switch này, đấy, có dây này, không dây này, vân vân. Cách xây dựng một cái mạng LAN có dây hoặc không dây đơn giản nhất, bao gồm các máy tính và một switch thôi, ở trung tâm theo mạng hình sao thôi hả? Dưới được, như thường là chúng ta tập hợp của cái mạng hình sao. Đấy. Thì các em về các em tìm hiểu thử cái phần mềm đấy trước, đấy, chúng ta sẽ cần nó. Tại vì nếu mà sau này mà làm đồ án tốt nghiệp, nếu mà các em chọn về những cái phần về mạng và trường số liệu, thầy hướng dẫn thì sau này tất cả những cái sẽ có phần mô phỏng là sử dụng cái phần mềm này. Đấy, đối với đề tài là thầy hướng dẫn đồ án tốt nghiệp thì chúng ta sẽ dùng cái phần mềm này. Hoặc là bạn nào muốn thi chứng chỉ CCNA, họ cũng đều dùng cái phần mềm này cả. Nên đi để thuận lợi cho cái làm cái trước mắt là có thể là làm bài thí nghiệm từ xa hoặc là có cho cái đồ án tốt nghiệp và sau này là thi có chứng chỉ liên quan đến công việc sau này của các em thì các em hãy cố gắng tìm hiểu cái phần mềm này. Nó rất phổ biến, hiện tại nó rất phổ biến mà. Buổi trước thầy đã giao một bài tập cho các em rồi đúng không? Lớp chúng ta có bài tập rồi đúng không? Còn nhớ không? Cái bài trên học trực tuyến hay là bài chương này thầy? Bài điều khiển lưu lượng ấy. Bài đến bộ em nộp rồi thầy. Có rồi ạ. Đúng rồi. Này, chúng ta mới có một cái bài tập đầu tiên là cái bài tập mà tìm cái gì nhỉ, tìm giới hạn trên và giới hạn dưới cho cái số đường chung kế là 1 này. Vâng. Bài tập thứ hai chúng ta có là bài tập gì? Tính dung lượng của cái em quên. Như là tìm độ trễ của hệ thống. Tìm độ trễ. Vâng. Tính toán dung lượng, tính toán chi phí dung lượng kìa. Ok, là cái tìm độ trễ của việc chuyển bản tin nhé, chia thành 2 gói, 3 gói, 4 gói.
đợi tí thầy tìm lại cái đây đúng không? Chúng ta đợi một chút cho các bạn vào lại nhé. Đây là cái phần bài tập về cái tính chế ở trong mạng chuẩn mạch gói đúng không? Đúng rồi, bài tập của lớp chúng ta đây không? Vâng ạ. Đúng rồi. Có cần phải chữa không? Có thì ạ. Thì ở đây cái mạng chúng ta nó như thế này. Chúng ta có trong mạng chúng ta có 1 2 3 4 5 cái switch chia làm hai đường.
Đấy. 5 cái switch chia làm 2 đường. Trong đó 3 gói tin đầu tiên truyền theo tuyến 1 là tuyến phía trên này. Và 4 gói tin còn lại là chúng ta truyền theo tuyến dưới. Đấy. 4 gói tin còn lại chúng ta truyền theo tuyến dưới. Chúng ta cần tính cái độ trễ truyền dẫn nhỏ nhất của cái hệ thống này. Thì chúng ta tính như thế nào? Thì chúng ta thầy tính thử cho các bạn xem nhé. Chúng ta có 7 gói tin đúng không? Em đợi chút thầy sẽ vẽ thử cái sơ đồ ấy cho các em. Thầy này vẽ trên bằng máy tính nên là nó hơi chậm một chút, em chịu khó đợi thầy một chút. Này switch 2 này. Switch 3 này đây này. 4, 5, 6 và 7 ở phía cuối này. Đấy. Đây là chúng ta có switch 4, switch 5, sáu. Và cuối cùng là đích. Một, hai, ba là đến đích một chứ nhỉ? Đây là đích một này. Sau đó 4, 5 thôi mới đến đích 2. Mình nhầm.
đây là 4, 5 và đây là x2. Chúng ta không có cái này. Đấy. Thì thầy giả sử đây là cái thời điểm ban đầu này, cái thời điểm bắt đầu phát cái gói pin này. Thì chúng ta có 7 gói pin đúng không? Một, hai, ba này. Bốn. Một, hai, ba, bốn, năm. Thêm một cái nhé. Đấy. Đấy. Nguyên văn cái hệ thống của chúng ta nó như thế. Chúng ta có 7 gói tin này. Trong đó 3 cái gói tin đầu tiên. Trong đó 3 gói tin đầu tiên là đi qua x1, x2, x3 đến x1. Và 4 cái gói tin 4, 5, 6, 7 tiếp theo thì đi theo đường x4, x5 và đến x2. Như vậy, đối với cái tuyến đầu tiên các em tính được chế của cái của các các em tính được chế của 3 cái gói tin đầu tiên này khi nó đến x1 không? Đây giả sử là cái nó phải như thế này. Này, thầy vẽ thêm cái đường số 1 vào đây nhỉ? Nó sẽ như thế này. Để màn hình của thầy không có cảm ứng nên là vẽ trên hình thì rất để minh họa cho em rất sẽ rất khó. Đây,
thì đây chính là cái thời điểm, đây chính là cái thời điểm, đây chính là cái thời điểm mà phía đích một nhận xong ba gói tin, được không? Em tính được cái thời điểm này không? Em thầy. À? Em hỏi cái switch 1 phải nhận hết được gói 1 thì mới chuyển được tiếp gói 1 chị ạ? À, xin lỗi các bạn, ở đây thầy bị viết, thầy viết lệch một chút. Nó phải dịch sang này. Đấy. Quá khó. Đấy. Đấy, đối với tuyến đầu tiên nó sẽ như thế này đúng không? Thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà đích 1 nhận xong 3 gói tin. Đấy. Thì các em biết được cái thời điểm này là bằng bao nhiêu không? Đó các bạn. Cái thời điểm này. Còn cái đích, còn các gói tin của đích 2 này thì nó sẽ bắt đầu đi từ thời điểm nào? Gói tin số 4 này, số 5 này, số 6 này, số 7 này. Theo em nghĩ thì nó sẽ sau khi mà chuyển hết gói tin số 3 switch 1 thì gói tin số 4 bắt đầu chuyển đúng không ạ? Đúng rồi, có nghĩa là cái ở cái switch 4 này nó chỉ được chuyển đi khi nào? Khi mà cái đây này, cái thời điểm này, cái thời điểm mà nguồn này. Đấy. Cái thời điểm mà nguồn nó bắt đầu truyền đi này, nó chỉ là bắt đầu truyền đi từ thời điểm này. Đấy. Từ cái thời điểm này trở đi này. Đấy. Từ cái thời điểm này này. Thì nó mới bắt đầu là gì? Truyền gói tin số 4 đi, số 5, số 6, số 7 đi. Đó. Đây là chỗ này đích nhá, chỗ này là thêm một cái đường nữa là cái em đợi đây chút. Đây là chúng ta viết một cái riêng một cái đường số 2 ra. Chỗ này là nguồn này. Đấy. Thì đây mới chính là cái thời điểm mà cái nguồn nó bắt đầu nó truyền lên các gói tin số 4, số 5, số 6, số 7. Lên cái đường số 4, 4, 5 và đến đích số 2. Như vậy các em có thể tìm được ngay là cái các em phải vẽ được ngay cái sơ đồ. Cái sơ đồ của 4 gói tin này nó đi sẽ như thế này. Đấy, trên kia này thì vẽ thiếu một đường. Tí này sẽ bổ sung sau.
Em thưa thầy, em tưởng là gói em tưởng là sau khi cái gói 3 chuyển đến week 1 thì gói 4 mới bắt đầu được chuyển ạ. Không, cái nguồn nó liên quan gì đến đích, cái nguồn nó phát xong gói tin số 1, số 2, số 3 thì nó sẽ bắt đầu phát tiếp gói tin số 4, số 5, số 6 thôi đúng không? Nó cần gì quan tâm là đích 1 đã nhận được chưa mà nó đã phát nên nó phải phát tiếp. Em có hiểu không? Không, ý em là sau khi mà gói 3 chuyển hết đến week 1 đi ạ. Gói 3 chuyển đến week 1, ý em từ thời điểm này nó mới bắt đầu chuyển tiếp gói 4, gói 5, gói 6 á? Không ạ, từ cái thời điểm, từ cái chỗ của thầy cộng thêm T nhỏ nữa. Tại sao lại cộng thêm T nhỏ? Đây nhá, thầy giải thích cho các em nhá. Cái nguồn phát nó cứ phát liên tục các gói 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đúng không? Vâng. Cái gói đấy đi theo đường nào nó không cần biết, nó chỉ biết là nó đưa 7 cái gói này lên trên hệ thống. Đúng không? Thì đây là cái thời điểm nó đưa xong 3 cái gói tin này lên trên hệ thống và 3 cái gói tin này đi theo cái tuyến trên đến đích số 1. Và từ cái thời điểm này là nó bắt đầu đưa 4 gói tin còn lại lên trên hệ thống và 4 gói tin này sẽ đi theo cái đường số 2 đến đích 2. Như vậy từ cái thời điểm này này là cái thời điểm nó bắt đầu là cái 4 gói tin cuối cùng 4, 5, 6, 7 bắt đầu chuyển đến đích 2. Hai tuyến này nó không liên quan đến nhau cả. 3 gói đầu và 4 gói sau chuyển không liên quan đến nhau cả. Buổi trước thầy đã nói rồi, các gói tin truyền trong mạng chuyển mạch gói không liên quan gì đến nhau mà nó chỉ tuân theo thứ tự ở phía nguồn phát. Ở phía nguồn phát thì nó bắt buộc phải phát theo đúng số thứ tự là gói 1, gói 2, gói 3, gói 4, gói 5, gói 6, gói 7 lần lượt. Nhưng mà sau khi bốn các gói đấy được đưa vào trong mạng thì nó sẽ làm sao? Việc truyền các gói đấy không còn liên quan gì đến nhau nữa. Không còn phải chờ đợi, không phải số thứ tự nữa. Thì như vậy các em vẽ sơ đồ các em sẽ thấy ngay. Đây chính là cái sơ đồ mà chúng ta cần có để chúng ta giải cái bài toán này. Đấy. Bạn nào vẽ đúng cái sơ đồ này thì các em sẽ giải được. Thầy ơi, nhưng mà em vẽ nguồn ở giữa xong rồi đích 1 ở dưới, đích 2 ở bên trên được. Các em vẽ thế nào cũng được, nhưng các em biết là các em giải thích được. Em giải thích được cái nguyên lý đó. Các em vẽ nguồn ở giữa cũng được. Em vẽ nguồn ở giữa đích 1 ở bên trên, đích 2 ở dưới cũng được, không sao cả. Ý tưởng đấy cũng rất là hay. Còn đây thầy tách ra làm hai cái tuyến riêng biệt. Nhưng mà miễn là các em chỉ cần tuân thủ là gì? Cái thời điểm phát cái gói tin số 4. Đây này, thời điểm phát gói tin số 4 này dứt khoát phải sau cái thời điểm đưa xong cái 3 gói tin đầu tiên lên trên mạng. Đấy. Như vậy chế của nó, cái chế cuối cùng nó sẽ nằm ở thời điểm này. Đây là cái chế của nó. Các em có thể tính được. Các em có thể tính được ngay cái này, 3 cái này sẽ bằng gì đấy? 3 lần của T chia cho 7, 3T lớn chia cho 7. Đúng không? Còn từ đây là cái thời điểm này là 3T lớn chia cho 7 này. Đúng chưa? Cái thời điểm này là 3T lớn chia cho 7. Còn cái thời điểm này các em tính được không? 3T nhỏ cộng với cả là cái này thời điểm này là cái thời điểm là công thức tính 6T lớn chia 7. Nếu mà trong cái đoạn này chúng ta tính đây là cái thời điểm mà không, em tính hoàn toàn tính được ngay cái đoạn này đây. Đây chính là cái ví dụ thầy đã chứa cho các bạn trên lớp rồi. Phát đi 4 gói tin. Đúng không? Theo hai chặng. Có bạn nào vẽ đúng được cái sơ đồ này không? Có. Bạn nào vẽ đúng được cái sơ đồ này thì các em mới giải được bài tập. Trong tất cả các bài toán tính chế này đề nghị các bạn phải vẽ được cái sự trục thời gian này để minh họa. Rất nhiều bạn chỉ vẽ cái công thức tính toán thôi, các em không vẽ trục thời gian nên các em sẽ nhầm ngay lập tức. Cái bạn Hùng bảo là đúng rồi, em cũng truyền như thầy nhưng sao lại mặt này nhăn. Bạn Hùng làm đúng không? Có, em vẽ như này nhưng mà hôm trước em bị nhiều bạn nói quá. Em bị làm sao? Em tham khảo với các bạn, thấy các bạn làm khác nên là em sợ sai. À, sợ sai gì? Vâng. Em có trao đổi bài với nhau à? Em hỏi ý tưởng các bạn. Không sao. Cái này các em tự làm thôi, bài tập đây là các em tự làm nhưng không phải là
đúng là em không được trao đổi bài với các bạn khác. Còn nếu mà em không giữ, em cứ nghĩ là em làm một sửa lại theo các bạn khác thì em sai thôi. Quý là phần lớn các bạn sai. Nhưng mà em không sửa, em làm theo kiểu của em. Làm như thế này là đúng. Buổi trước thầy đã nhắc đi nhắc lại các bạn rồi là phía nguồn pháp nó sẽ phát theo đúng thứ tự, đúng không? Còn trong mạng chuyển mạch gói là các gói tin truyền đi không liên quan gì đến nhau cả. Thì đây chính là thời điểm đích 1 và đích đây là thời điểm đích 2 nó nhận xong gói tin, có nghĩa là đây là cái thời điểm mà cả hai đích nó nhận xong tất cả các gói tin. Đấy, như này. Thì đây chính là cái chế. Đây là thời điểm chế của hệ thống số 2 này, đây là cái thời điểm chế của hệ thống số 1 này, à cái con đường số 1 này. Đây là chế của con đường số 2 này. Đấy. Có gì thắc mắc không? Còn bạn nào vẽ đúng cái sơ đồ này, làm đúng theo cái ý tưởng này không? Còn bạn nào nữa không? Thầy ơi, nhưng mà trong đề người ta cho L ấy. L là độ dài của một gói tin nhá. Alo ạ? Đâu, đề cho cái gì? Trong đề bài cho là L là cái độ dài của một gói tin phải không ạ? Ừ. Thì em tính cái thời gian là T bằng L trên R thì tức là thời gian gửi một gói này là em cho là T á. Ừ, đúng rồi. Ở đây các em chú ý nhá. Có một cái em, các em cần đọc chú ý. L đây là thời độ dài của một gói tin chứ không phải độ dài của bản tin xong là chia cho 7 đâu, nghe chưa? Vâng, nên là em để cái thời gian đấy là T chứ không phải là T. Nếu bạn nào trong cái mạng chuyển tại vì ở đây chúng ta có tính như chế của chuyển mạch bản tin đâu nhỉ? Chúng ta có tính có liên quan gì đến chế của chuyển mạch bản tin đâu mà chúng ta cần độ dài của bản tin. Vâng, nên là em gọi T là cái T bằng L trên R. Chúng này sẽ là 3 của T, 3 của L chia cho R. Chia R đấy. Ừ, đấy. Chỗ này sẽ là bằng 3L chia cho R. Nhớ nhé, L đây là độ dài của gói tin nhé, bạn nào mà lấy L chia cho 7 thì là chắc chắn là sai. Có gì đâu không? Còn cái tính cái còn việc tính cái băng thông, cái tiêu hao băng thông này thì các em tính được ngay có gì đâu. Buổi trước vâng, này băng thông. Vâng, băng thông làm y như trong sách rồi. Ừ, thì làm y như trong sách nhưng mà tính cho riêng như từng tuyến. Vâng. Cái đấy thì cũng chắc là không có cái vấn đề gì đúng không? Sau đó các em cộng lại. Đấy, bài tập của chúng ta trong cái bài đấy là như thế. Và thứ hai là cái công thức tổng quát. Nghe là tính công thức tổng quát là cái đích 1 của đích 1 là có bao nhiêu? Trong trường hợp là đích 1, cái tuyến trên này có M chặng và tuyến dưới này có gì đấy? Có N chặng. Đúng không? Đúng không? Thì các em so sánh hai cái thời điểm này, cái thời điểm này và cái thời điểm này. Xem cái thời điểm nào là cái thời điểm là gì? Đến sau. Thì đó chính là cái chế của cái hệ thống. Đúng không? Đây là thời điểm chế trước. Trong cái ví dụ này, cái thời điểm này đến sớm hơn. Còn ba cái này nó đến sau. Còn trong công thức tổng quát thì có thể các gói tin chuyển đến đích 1 nó lại đến sau các gói tin chuyển đến đích 2 cơ. Nó do công thức tổng quát của các em. Thì các em cần phải phân tích xem là trong trường hợp nào với điều kiện nào của M và N thì chế nó sẽ làm sao? Chế nó sẽ rơi vào phía đích 1 và trong trường hợp nào là chế nó sẽ rơi vào phía đích 2. Thôi chúng ta nghỉ giải lao 5 phút. Thế này, cho em hỏi một tí không ạ? Hỏi đi. Vâng thì trong lúc mà cái bản tin thứ tư ấy, cái gói thứ tư mà chờ cái chặng một, tức là chờ chỗ chế AT ấy, thì nó vẫn có tốn băng thông cái lúc chờ đấy không ạ? Chỗ này á? Là cái gói thứ tư ấy, tức là nó trong lúc nó chờ để gói chờ để đến lượt chặng hai ấy,
thì nó tốn băng thông. Nó chả đấy. Nó chả liên quan đến các gói khác cả. Các gói tin truyền đi tính... Ý em là sao, em hỏi lại một chút. Tức là khi chặng 1 nó đợi chặng 2 truyền để bắt đầu chặng 2 à, thì có mất thời gian trong lúc chờ đấy để mất, thì nó tốn băng thông không ạ? Không truyền thì làm sao mà tốn? Không truyền thì làm sao bị lỗi, mà không bị lỗi thì làm sao phải truyền lại mà tốn? Có nghĩa là trong cái thời điểm này này, trong cái đoạn này, trong cái khoảng thời gian này là cái chặng số 2 ở phía dưới ấy, là hoàn toàn là trong tình trạng là không hoạt động nhé. Đây này, không có tiêu tốn bằng thông trong cái thời điểm này, không có tiêu tốn bằng thông ở chặng số 2. Còn cứ từ cái khoảng ngày trở đi thì là không có tiêu tốn bằng thông ở trên chặng số 1.